Thống kê sơ bộ trên các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản có vốn hóa lớn trên 1.000 tỷ đồng cho thấy, một số doanh nghiệp đã có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao và gần chạm ngưỡng 5 lần. Cụ thể, công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước, một doanh nghiệp đang đăng ký giao dịch trên Upcom, cổ phiếu HPI của doanh nghiệp này cũng đang trong diện hạn chế giao dịch với mức vốn hóa cao trên 2.000 tỷ đồng, lại có nợ phải trả khá lớn. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của HPI, nợ phải trả của doanh nghiệp cuối năm 2022 ở mức 2.126 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 295 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn sở hữu của HPI đã hơn 7 lần. Ngoài HPI, trong những doanh nghiệp bất động sản niêm yết có vốn hóa trên nghìn tỷ, còn xuất hiện một số gương mặt khác. Có đòn bẩy gần chạm ngưỡng 5 lần, như công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên NTC tỷ lệ 4,7 lần, công ty cổ phần Sona Giang Điền tỷ lệ 4,5 lần và công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn tỷ lệ 4,2 lần. Tuy số lượng các doanh nghiệp bất động sản có đòn bẩy cao sấp xỉ 5 lần trên sản chứng khoán không nhiều, song phần lớn các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp lại chưa nêm yết và không có báo cáo tài chính công khai. Cũng do đó, nhiều nhà đầu tư chưa nắm được tình hình của doanh nghiệp là tổ chức phát hành.